Xóa và sửa. Xóa và sửa. Như vậy cái nút xóa của chúng ta, muốn xóa thì các bạn phải có mã nhân viên và lấy cái mã nhân viên đó đi tìm. Nếu như tìm thấy thì xóa trong danh sách và load lại cái danh sách lên table là được. Như vậy chúng ta sẽ viết một cái hàm tìm. Hàm tìm. Tìm kiếm. Tìm cái gì? Tìm theo mã nhân viên. Mã nhân viên trả về vị trí mình tìm thấy. Như vậy vị trí mình tìm thấy thì nó sẽ là index. Kiểu in. Hàm tìm. Vậy bây giờ mình sẽ for nhân viên NV trong danh sách nhân viên nếu chuyện gì? Nếu nhân viên chấm mã, nếu nhân viên chấm get mã nhân viên nó là kiểu chuỗi thì mình so sánh bằng cách nào? Equal. Cái này và cái này có gì khác? Khác không? Cái trên mới phân biệt hoa thường, cái dưới là không phân biệt, nó tự viết hoa để nó so sánh luôn. Cho nên mình chọn cái dưới để cho người ta nhập cỡ gì nó cũng đúng, a hoa a thường gì nó cũng đúng hết. Còn nếu mà bạn muốn phân biệt thì bạn chọn cái trên. Nếu như tìm thấy thì làm sao? Return. Chết. Ở đây mình dùng cái for này là mình không thấy index rồi. Muốn cho nhanh mà cuối cùng không được rồi. Quên. Làm sao? Y bằng 0 chấm phẩy y cộng cộng chấm phẩy y nhỏ hơn danh sách nhân viên chấm size chấm phẩy y cộng cộng nếu như danh sách nhân viên chấm get in chấm get mã nhân viên thì return cái gì đây? Get y. Ok. Tự nhiên index đâu ra? Y thì return y. Còn nếu không tìm thấy thì sao? Hay quá, return trừ 1. Sao mình không return không? Hả? Ừ, hay quá. Ok, tốt. Return trừ 1. Return trừ 1. Có bạn nào lý giải tại sao mà phải nằm ngoài for không? Nếu nằm trong for thì sao? Nếu nằm trong for thì sao? Return trừ 1 nếu không tìm thấy. Rồi, ở trong cái hàm xóa của mình thì mình sẽ kiểm tra một cái hàm xóa. Hàm xóa. Xóa này có kiểu trả về không? Khỏi đi ha. Thì ở chỗ này nếu tìm tìm cái gì? Nếu mà mình gọi kiểu này rồi lấy luôn đi, txt mã nhân viên
get_test. Nếu tìm mã nhân viên mà khác -1, như vậy chỗ này các bạn thấy cái cách mình code chỗ này nè. Nếu như mình tìm mã nhân viên khác -1 rồi thì mình làm gì nữa? Xóa cái gì? Rồi, vậy mình biết vị trí đầu xóa. À, như vậy chỗ này các bạn nên tạo một cái vị trí ở chỗ này, vị trí để mình lưu lại, để mình lưu lại. Thì chỗ này các bạn sẽ lấy là vị trí bằng, mở đóng ngoặc ở đây, vị trí bằng, mình làm luôn, mình gán luôn. Thì nó vừa lấy cái vị trí này để nó so sánh và nó vừa lưu lại cái vị trí cho mình luôn. Nếu như vị trí của mình mà khác -1 thì và gì nữa, vị trí tìm, tìm khác -1. Như vậy thì mình sẽ lý luận nè, nếu như danh sách đó không có nhân viên thì sao? Không có ai hết thì nó trả về mấy? À, -1. Thì mình cũng không cần phải kiểm tra là có danh sách hay không. Đó, khi mà nó đã trả về khác -1 thì chắc chắn rằng danh sách đó đã có nhân viên. Thì mình yên tâm cái việc là validate cái phần danh sách nhân viên. Như vậy chỗ này danh sách nhân viên chấm remove ở dạng index vị trí, remove vị trí. Rồi làm gì nữa? Fill to table. Đúng rồi, tô lại với cái danh sách mới. Nếu như tìm thấy thì xóa, còn không thì sao? Xuất ra thông báo không cần thấy. Reoption GO nha, Reoption panel, chọn show message none, và message ở đây của các bạn chúng ta sẽ ghi là không tìm thấy mã nhân viên cộng với txt mã nhân viên chấm get test. Không tìm thấy mã nhân viên đó. Đó, gpanel show message dialog, không tìm thấy mã nhân viên txt.getTest. Còn nếu tìm thấy thì chúng ta cũng có thể reoption.showMessage, showMessage đã xóa nhân viên thành công. Rồi chạy lên nào. A thêm, B thêm, C xóa. Ừ, chưa gọi hàm. Viết cho đã là chưa gọi. Viết cho đã là chưa gọi hàm. A B C
Xóa. Không tìm thấy mã nhân viên C. A. Xóa. Đã xóa nhân viên thành công. Theo các bạn, còn gì nữa không? À. Ừ, cũng được. Ok. Như vậy, chỗ này bạn sẽ hiện một cái confirm. Xác định là xóa hay không xóa. Chắc chắn là xóa hay không. Nếu mà chắc chắn xóa thì chúng ta mới xóa. Như vậy, bạn sẽ thêm. Bạn sẽ thêm chỗ cái hàm xóa này nè. Đây, cái hàm xóa này nè. Như vậy chỗ này mình đừng có delete vội. Đúng không? Nếu như mà tìm thấy vị trí rồi thì mình sẽ lấy cái confirm reoption.show confirm dialog. Thì cái này các bạn thấy là nó trả về kiểu dữ liệu gì đây? In. Như vậy cái cách sử dụng confirm của các bạn thì nó có nhiều cái confirm, ví dụ yes, no hoặc là yes, no, cancel. Nó có nhiều lắm. Như vậy để chỗ này mà sử dụng được thì trong trường hợp nếu mà mình tự học thì sao? Thì sao? Lại how to thôi. How to you. Rồi, dễ không? Dễ. Trong này, đối với lại cái stack này, người ta viết khá là đầy đủ các bạn. Này, cái trang này. À, chúng ta sẽ có cái show message. À, để coi có một trang trên cái stack đó, coi kỹ nó dài dòng lắm. Rồi up đây nó sẽ có nè, mình đưa vô cái option của nó là default hay là yes no option hay là yes no cancel hay là ok cancel, tùy theo cái thông số các bạn đưa vô cái reoption panel này mà nó sẽ cho cái ra bao nhiêu nút. Mà ví dụ bạn để là yes, no thì yes là 0, no là 1. Yes, no, cancel, ok, cancel thì nó tương ứng với cái giá trị nó trả về. Đây, 0, 1, 2. Đó, 0, 1, 2. Thì bạn sẽ chọn ở đây reoption panel null. Ví dụ anh ở đây. Cái này là option default. Default của nó là không có ghi gì hết, chỉ có confirm rồi đây lock rồi vậy thôi, không ghi gì hết ha. Còn nếu ở trong này bạn có ghi ở chỗ này là click ok rồi b ok rồi re option thì chỗ này ở phía trên này là cái title, title là để cái tham số thứ hai, nội dung là để tham số đầu tiên và cái cuối cùng là có bao nhiêu nút. Rồi tiếp tục, nếu như chỗ này là yes no cancel thì nó để là yes no cancel và cái giá trị trả về của nó tương ứng là 0, 1, 2. Còn bạn dùng cái nút này để xử lý cái gì là tùy, tùy mình muốn xử lý sao đó mình xử lý. Như vậy chỗ này mình có hỏi là có muốn xóa không? Còn phía trên này mình ghi là thông báo hoặc là cảnh báo hoặc là xóa nhân viên. Dưới này mình hỏi là có muốn xóa nhân viên này không? Đó. Thì cái câu thông báo mình đưa trước, cái title mình đưa sau. Như vậy cái confirm của mình chỉ cần có yes no cancel ở chỗ này thì các bạn sẽ dùng cái confirm của mình sẽ đưa vô đây. Thứ nhất là nội dung bạn muốn xóa nhân viên này không, còn nếu mà bạn muốn đưa mã vô thì cũng được,
Rồi đến chỗ này là title, cảnh báo. Rồi đến tiếp theo, bạn sẽ dùng gì? Reoption panel chấm. Bạn muốn cái gì thì nó sẽ có xuất hiện ở đây. Đây. Nó sẽ có là cancel. Một nút cancel thôi. Tiếp tục, chúng ta sẽ có close default. Và chúng ta sử dụng cái gì đây? Có, không. Có hoặc không. Ha, yes, no. Như vậy ở chỗ này mình sử dụng là yes, no option. Không cần cancel nha. Có, không thôi. Như vậy ở chỗ này chúng ta sẽ dùng gpanel yes, no option. Yes, no option. Và cái phần này nó đang bị lỗi gì đây? Confirm cảnh báo in yes, no option. Có gì đâu lỗi. Hả? À, rồi, ok. Rồi, mình sẽ thiếu một cái nên ở phía trước là cái component. Component mình quên đưa vô. Rồi, ở chỗ này mình sẽ trả về một cái biến trả lời đi. Biến trả lời của mình. Mình sẽ kiểm tra. Nếu, còn không thì bạn nếu luôn cũng được các bạn. Không cần phải dùng biến trả lời đâu. Mình nếu. Nếu như trả lời. Trả lời bằng bằng không, tức là Z, thì delete, fill lại table và ghi là xóa thành công. Đó, delete, fill table và ghi là xóa thành công. Đây, nếu như trả lời bằng 0 thì xóa nhân viên, fill lại table và thông báo là đã xóa nhân viên thành công. Vậy chỗ này mình có eo không? Khỏi ha. Ok, khỏi thì thôi. Tiếp, thử coi nào. A, A, thêm, bấm vô đây A, xóa. Hỏi bạn muốn xóa nhân viên này không? No. No rồi làm gì nữa? Không làm gì hết. Xóa. Muốn xóa không? Yes. Xóa nhân viên thành công. Bây giờ vấn đề của mình ở đây có phát sinh chút xíu nè. Nhân viên A này không còn. Thì mình nên làm gì? Clean. Clean cái form luôn. Như vậy sau khi xóa xong thì chúng ta nên gọi cái hàm mới. Gọi cái hàm mới để nó clean cái form của mình luôn. A, A, thêm, xóa, yes. Đã xóa thành công. Đó. Như vậy thì nó hay hơn. Quan trọng là mình xử lý kiểu gì thôi. Còn gì nữa không? Sửa, cập nhật. Như vậy cập nhật ở đây thì mình cũng tương tự như xóa. Mình sẽ tìm xem thử là có nhân viên đó tồn tại không. Nếu mà có nhân viên tồn tại thì chúng ta làm gì? Làm gì các bạn? Kiểm tra thông tin có bị khác hay không. Còn không thì thôi cứ lấy cái thông tin ở bên trên đẩy xuống dưới là xong. Nếu làm biến. Nhưng mà nó sẽ bị tình trạng như thế này nè. Bạn làm bây giờ dữ liệu nó ít thì bạn làm biến được. Tức là miễn làm sao mà mình thấy là cái mã nhân viên đó tồn tại là mình lấy hết thông tin ở trên form mình lưu xuống array list của mình. Sau rồi mình fill ngược lại. Nhưng mà nếu trong trường hợp cái thông tin đó không có gì thay đổi hết
thì có cần phải làm không? Không. Nếu thông tin không có gì thay đổi thì không cần phải làm. Bởi vì cái việc mà mình lấy thông tin của nhân viên, mình lưu xuống ở Relay, rồi mình đẩy lên lại bảng, mất thời gian. Nếu như mà bạn thao tác với database thì nó cực kỳ mất thời gian. Và điều đó không cần thiết. Cho nên đối với nút cập nhật thì khi nào mà những thông tin ở phía dưới có khác thì chúng ta đổi. Còn nếu mà thông tin ở phía dưới này nó giống như cái record mà các bạn đang lưu trữ thì không làm gì hết. Viết thêm phần đó giúp thầy. Kiểm tra. Validate. Mã nhân viên thì chắc chắn phải giống rồi. Tên nhân viên giống thì phái phải khác. Phái giống thì vai trò phải khác. Còn vai trò mà giống thì thôi bỏ, không làm gì hết. Bởi vì nó giống như cũ còn sửa gì nữa. Được không? Sửa khi nào có một thông tin nào đó khác. Được không? Rồi mình viết cái hàm sửa. Sửa ở đây. Quá tải à. Ủa có gì đâu ta. Hàm sửa. Như vậy thì mới giống hàm xóa. Mình vô mình cũng tìm vị trí, xem thử có cái mã đó hay không. Nếu có mã thì mình cũng xử lý gần gần với hàm xóa này. Cho nên mình copy code nó lên. Bây giờ mình sửa gì? Nếu như tìm thấy cái mã này rồi, cái phần mà đi kiểm tra từng phần đó các bạn làm thêm nha. Thầy thuộc tiếp làm biến. Cứ tìm thấy là sửa đã. Cứ tìm thấy là sửa. Rồi. Trả lời. Kiểm tra xem là bạn có muốn cập nhật. Bạn có muốn cập nhật không? Có muốn cập nhật thông tin không? Này là không có cảnh báo nữa mà là thông báo. Ví dụ như vậy. Muốn cập nhật không? Yes, no. Nếu như yes thì làm gì? Hả? Nếu như yes thì mình làm gì đây? Mình không delete nữa. Mà nếu như cập nhật thì danh sách nhân viên chấm. Sao get. Set. Set vị trí nào? Vị trí. Với nội dung là gì? Nhân viên mới. Mình lấy từ trên form xuống. Mình lấy từ trên form xuống có cái hàm nào để lấy chưa? Hôm trước mình viết chưa? Mình viết cái hàm nào mà liên quan đến chuyện mà mình lấy một nhân viên từ trên xuống chưa? Thêm. Để coi cái thêm nào. Thêm. Đây. Mình chưa viết. Mình mới dùng nguyên cái này thôi chứ mình chưa có viết. Đúng ra thì mình nên get data hoặc là get from form thì mình viết cái hàm đó thì dùng cái này thôi. Dùng lại câu lệnh này. Rồi chúng ta dùng lại câu lệnh này. Nếu chà nhiều thứ à, nguyên cái đoạn này. Như vậy mình nên viết một cái hàm gọi là hàm get from form, tức là lấy dữ liệu từ form xuống đẩy ra một nhân viên đó, thì mình gọi cái hàm như vậy thì nó sẽ hay hơn.
Ví dụ như chỗ này bạn sẽ viết một cái hàm nó trả về một cái nhân viên thêm này nửa tay nửa ta ha. Get nhân viên. Mình lấy dữ liệu từ form á thì mình ghi vậy. Get nhân viên. Chỗ này là mình lấy dữ liệu từ form. Lấy dữ liệu từ form. Vậy mình dùng cái đoạn này nè. Dùng nguyên cái đoạn này luôn. Lấy dữ liệu từ form. Đó. Lấy xong dữ liệu rồi làm gì nữa? Return nhân viên. Và gọi chỗ này get nhân viên. Đó. Cái hàm thêm của mình là get nhân viên. Xong. Bây giờ cái hàm mà sửa, chỗ này mình sẽ set gì? Get nhân viên. Đó. Lấy danh sách nhân viên set lại tại vị trí đó, thông tin nhân viên mới. Sau đó fill to table là mới thông tin đã cập nhật nhân viên thành công, không tìm thấy mã nhân viên. Rồi ok, như vậy mình đã cập nhật chỗ này a thêm mới b thêm mới c sửa lại nữa. Quên hoài. Đảng trí. A thêm mới. B thêm mới. C sửa. Không tìm thấy mã nhân viên. Bây giờ B. Chỗ này bỏ trống. Chỗ này nữ. Chỗ này nhân viên. Sửa. Bạn có muốn cập nhật thông tin không? Yes. Đã cập nhật nhân viên thành công. Số 2. B. Tên bỏ trống. Giới tính 1. Nhân viên. Cái chỗ giới tính này mình chưa sửa nè. Giới tính là phải nam, nữ hay là khác. Chứ không có 1. 2. Sửa lại chỗ đó nha. Các bạn thêm cái phần đó. Fill to table. Lúc mà fill to table thì mình sẽ làm một cái lệnh if nữa, sửa luôn nha. Ở chỗ cái hàm fill to table ở đây, chỗ data nè, giới tính nè, đừng có đưa giới tính vô, mà mình sẽ có một cái string gì, gt là giới tính, gt là giới tính. Nếu nhân viên get giới tính làm sao? Bằng 0 thì GT bằng nam. Còn không nếu giới tính bằng 1 thì GT bằng nữ. Còn không GT bằng không nói đâu. Không nói đâu. Rồi chỗ này GT. Rồi.
Nếu mà mình đã làm như vậy thì nó sẽ đổi được chỗ này. A, A, thêm, nam, quá tốt. B, B, nữ, thêm, rất ok. C, C, khác, thêm. Không có gì. Bây giờ bắt đầu phát sinh nè. Theo các bạn phát sinh chỗ nào? Ha? Sửa sao? Sửa mã hả? Mã không bao giờ sửa. Nếu như nhân viên đó bạn nhập sai, mà nhân viên đó chưa có cái vai trò, chưa có ảnh hưởng gì đến công ty, thì xóa. Còn đối với chúng ta, quan điểm là mã nhân viên không sửa, bởi vì mã nhân viên đó là key. Thì trong database không có chuyện khái niệm là sửa mã. Đó, sửa mã thì lấy cái gì để sửa? Không có cơ sở gì hết. Không có cơ sở gì để mà làm cái chỗ bấu víu vô mà sửa hết. Cho nên mã nhân viên không bao giờ sửa. Vấn đề nè. À, được luôn ta. Ghê. Nam, nữ, lý chuột. À, đúng rồi. Mình làm gì biết không? Do mình lấy index đâu mà. Mình đâu có quan tâm đến cái ấy đâu mà. Rồi, fill to form. Fill to form. Bởi vì cái gì? Cái trong data của mình lưu giới tính là gì ta? Kiểu bài mà. Đâu có chữ nào đâu. Cho nên khi mình click chuột thì nó đẩy lên lại là đúng rồi. Không có vấn đề. Ừ, tốt. Rồi, giới tính nam, nữ, không nói. Xong. Còn gì không? Thêm, xóa, sửa. Hết lớp 3. À, thêm cái máy tính để lấy 10 điểm. À, thêm máy tính lấy 10 điểm. Máy tính bỏ túi. Máy tính bỏ túi dễ mà. Vấn đề của chúng ta là máy tính bỏ túi. Bạn nhấn nút 1 thì nó nhảy số 1 ở đây. Bạn nhấn nút 2 thì nó thành 12. Bạn nhấn nút 3 nó thành 123. Thì cộng chuỗi vô. Ừ. Rồi tốt, để tí thầy xem. Được chưa? Như vậy thì bạn thử mở cái máy tính ở trên máy của mình. À, mở máy tính thử trên máy của mình. Nó làm sao? Thì bạn viết gần gần giống như vậy. Gần gần giống thôi, không cần phải giống hết. Gần gần giống. Ví dụ như mấy cái nút trên này thì có thể bỏ nè. Phần trăm, xóa. Xóa một phần, xóa hết. Ví dụ như nhập 123 sai thì bấm lại, bỏ số 3 đi. Nhập 124. À. Một phần bình phương căn bậc 2 cộng trừ nhân chia. Đó, nói chung là cái khúc này. Easy. Học không khó nếu chịu khó. À, đó là câu châm ngôn của thầy. Học không khó nếu chịu khó. Chịu khó là không có gì khó hết á. Rồi, bạn hồi nãy hỏi là làm sao để canh cái số qua bên phải. Hồi nãy thấy chưa? Hả? Hồi nãy thấy chưa? How to đâu rồi? Đấy, lại how to. Cái gì không biết là cứ how to mà nó ra hết. Xin lỗi tí mình người Việt, nhưng mà thôi đừng hỏi tiếng Việt, hỏi tiếng Anh á, nó ra gần như là người ta rất là bài bản. Thầy là YouTuber mà thầy cũng chẳng bài bản, quay cái gì đưa cái đó. Chứ các bạn coi mấy cái clip của nước ngoài á, mà người ta làm một cái kênh mà dạy Java đi, cực kỳ chuyên nghiệp. Người ta làm T
từng chút một. Người ta có caption luôn, ví dụ như cái nút đó làm cái gì rồi đưa lệnh đồ lên, còn mình làm là có gì làm đó thôi, được sự ủng hộ của các bạn thôi chứ. Người ta làm hay lắm các bạn. Thực ra thì không biết là người ta có kinh phí hay không, nhưng mà với cái tư tưởng của người nước ngoài thì người ta cho đi trước, cho nên người ta hy sinh để người ta làm một cái sản phẩm chất lượng nhiều hơn người Việt. Bản thân mình là người Việt thì mình nói thẳng, đúng không? Người Việt mình thì hơi tham, nói chung là muốn cái gì phải có trở về thì mới đầu tư, còn nếu mà không có trở về thôi ta làm vậy đó, ta cho mà. Kiểu cho nên cũng rất là nguy hiểm. Nhiều người mà cứ nghe thầy nói cứ dùng tiếng Anh đi, đừng coi tiếng Việt lại chửi nữa. Nhưng mà thực tế nó vậy. Cái clip tiếng Việt mà clip nào mà xịn xịn á là có phí. Hả? Rồi cố gắng làm một cái khóa học free cho mọi người đi. Yeah.